quá lên á. Thế là lúc đó em bị dội, em có tìm hiểu. Nhưng mà khi mà em tìm cho mình cái môi trường phát triển học tập bản thân thì tự nhiên là em lại có duyên, bén duyên với cái numerology. Vậy là em nghĩ là anh Huy lúc đó cũng có cái tư duy kiểu kiểu như đúng vậy rồi. Mình cũng em, sợ mình cũng không? Mình cũng nghĩ là nó là cái gì đó nó mới toán, nó không có thực tế đúng kiểu rồi đó. Vậy đó, tại vì mình là kiểu người luôn nghĩ là mình làm được nhiêu mình sẽ ăn nhiêu á, chứ đâu có nghĩ là mình phải dựa trên một cái gì nó không phải là thuộc về những thứ mình đang làm, mình đang có. Đúng, chính xác. Khi mà mình càng đi sâu vô, mình tham gia các buổi học, mình quyết định mình vô học cái khóa học. Hoặc anh tham gia mấy buổi workshop để nhớ coi. Anh nhớ là anh đi cũng nhiều buổi á. Trời, nhiều buổi lần kỹ hơn em nữa đó. Anh đi từ 3-4 buổi workshop trong vòng 1 tháng. Anh đi gần 1 tháng. Anh Huy thuộc dạng kỹ tính. Tại vì lúc đó em phải từ Phan Thiết em lên. Em lên Sài Gòn, lúc đó em đi gặp Phan Thiết. Em đi chị Pha Lê, cho nên là em chỉ có 2 buổi và em chỉ có 3 ngày để em quyết định để em tham gia. Mà chị Pha Lê nói gì với em mà chị thời Pha điểm Lê không nói gì. Có nghĩa là cái thời điểm đó chị Pha Lê chỉ cho em cảm thấy là chỉ là một người rất là nhiệt tình. Và nếu mà có ai đó có ý định làm tiền với em, có nghĩa là giới thiệu cho em một cơ hội, và trong ánh mắt của họ có cái lòng tham ở trong đó, không bao giờ em cho mình cái cơ hội em đi với họ. Tuy nhiên là cái đôi mắt của chị Pha Lê là đôi mắt của cái người đang muốn giúp đỡ em thôi. Và chị Pha Lê còn nghĩ là em không có tiền để em đóng phí nữa cơ. So, và em có 3 ngày để em quyết định là em bỏ ra 25 triệu và em đi học. Tại vì em luôn có một cái quan điểm như nè, nếu mày không phát triển thì có nghĩa là cái vấn đề nó nằm ở trong chính mình, và do mày không có cơ hội, mày không có môi trường thôi. Vậy nếu mà có một cái cơ hội để giúp cho mình thay đổi thì tại sao lại không? Em nghĩ như vậy. Em nghĩ là đầu tư chính mình chưa bao giờ là sai hết, bởi vì em từng là một người là tập luyện mà, cho nên là em biết cái việc đầu tư chính mình nó quan trọng như thế nào. Tuy nhiên là bởi vì mình không biết đầu tư cái gì nó phù hợp với mình, đây là một cái điểm chết mà em thấy rất là nhiều người gặp phải. Vì vậy họ bị phung phí cho những cái mà nó không có hợp lý với họ, vì vậy họ hay bị bế tắc trong cuộc sống. Cái đó là cái mà em hay gặp và em không muốn như vậy. Em muốn như vậy nên em nắm bắt cơ hội. Tính ra em cũng rất là nhạy trong việc nắm bắt cơ hội. Thứ hai nữa là tức là mình thèm á, mình thèm chứ là mình mới gặp một chút đó. Cái người mà đối tác, cái người mà giới thiệu mình vô, họ cũng phải tạo được cái vấn đề là đúng mình rồi. Phải tin tưởng được họ. Em gặp chị Pha Lê là có đúng một lần trong lớp yoga, sau đó chị không có xuất hiện trong lớp yoga nữa. Mà sau đó em đi gặp cà phê có một lần mà em đi theo lên Sài Gòn. Nó là một câu chuyện khá là tâm linh đó. Em không sợ chị Pha Lê bỏ bùa em hay là cái gì hả? Không, em là lúc một đó người... em suy nghĩ sao mà quyết định quá nhanh như vậy luôn anh thật sự. Em không biết nha, có thể là em là một người có trực giác nhạy về cái bộ số của em hoặc là như thế nào đó, nhưng mà đó giờ em có cảm giác là em nhìn người không có sai. Tức là em không có nhìn chị Pha Lê bởi vì chị Pha Lê, tại vì em không biết chị Pha Lê, em không biết gì về công việc, em không biết về tài chính chị thôi. Thậm chí mấy tháng sau em biết chị Pha Lê là cái vị trí ở ngoài xã hội trước đây của chị là một người như thế nào. Có nghĩa là em không quan tâm những điều đó, những cái gì mà em bị cuốn hút bởi chị Pha Lê chỉ là đơn giản là em thấy cái sự chân thành của chị này, em thấy cái năng lượng của chị này rất là đáng tin tưởng. Em luôn kết nối người khác bằng cái mà em thấy bên trong chính họ, chứ em không kết nối chỉ vì bên ngoài. Thì em cảm thấy chị này chân tình và chị này nhiệt tình, còn có thể giúp cho mình có cái cơ hội lên trên. Chứ là tại vì em đi nhờ chị Pha Lê đi xem chị lên trên Sài Gòn để tham gia cái workshop, và em thấy chị này rất là nhiệt tình. Và em luôn tin là trong cuộc sống mình vẫn có những người như vậy. Tại vì mình dù sao mình cũng là một người luôn khao khát phát triển bản thân mà, chứ đâu phải là mình là một người chỉ biết có cái cuộc sống của chính mình. Phải có cái setup, tại vì em là một uống bảy. Tức là kiểu như là lúc đó em nghĩ là mình cũng đâu có gì để mất, mình cũng không đúng có rồi. Cái gì để chị Pha Lê phải dụ đúng dỗ rồi. Mình chị Pha Lê đâu có dụ gì được em đâu, em đâu có gì đâu em mất mà em phải sợ. Thì tại sao mình không cho mình một cái cơ hội? Em nghĩ đơn giản là vậy. Nhưng mà đó là phiến diện dựa trên cái quan điểm và cái môi trường hoặc là cái tình thế của em trong cái lúc đó. Tuy nhiên là em muốn gặp các anh là những người cũng có công ăn việc làm ổn định, cũng có thu nhập chứ không? Thì lý do tại sao mà các anh vẫn muốn phát triển tiếp đó, và các anh vẫn biết nắm bắt những cái cơ hội như thế này. Và thậm chí em thấy có những người họ phát triển nhiều hơn, giống như các chị trong team mình, các chị cũng có công ty riêng, có những cái vị trí cấp cao,
why, tại sao là cứ phải đi học với mình nó đi học và bắt đầu lại từ đầu với những cái kiến thức cực kỳ mới luôn, trong khi nếu mà các chị vẫn giữ bản thân của mình ở cái vai trò cũ thì của các chị vẫn có chỗ đứng trong xã hội. Chính xác, đúng. Nó thật sự là cái điều gì đó nó khao khát rồi, cho nên nó phải có một cái ý nghĩa nào nó đặc biệt hơn nữa để chúng ta có thể vào đây chúng ta học tập. Chính xác, tức là trong bản thân mình mong muốn là mình phải phát triển bản thân, mình phát triển cái gì đó khao sự sự khao khát kìa, thì mình mới nắm bắt được cái cơ hội này. Tuy nhiên là nó phải có một cái giá trị nào đó nó chính sâu xác hơn cái việc là lợi nhuận. Tại vì cái lúc đó em cảm thấy là thực ra nếu mà người ta kinh doanh bên ngoài, người ta bán những cái mặt hàng trao đổi á, về giá trị thông thường người ta vẫn có rất là nhiều tiền khi mà người ta biết nắm bắt cơ hội. Tuy nhiên thì em thấy trong ánh mắt, ví dụ như cái đội em đi workshop thì cái điều mà em ấn tượng là ở chị Nga, cái cách mà chị chia sẻ cái sự chân tình của chị, hoặc là cái cách đặt câu hỏi của chị Thảo đặt rất đúng, có nghĩa là chị Thảo đặt một cái câu hỏi mà em phải tự suy ngẫm lại chính mình là wow, tại sao chị lại đặt cái câu hỏi mà mình chưa bao giờ mình đặt lại cho chính mình, và mình nghĩ mình đã hiểu mình nhưng không, mình không hiểu mình bằng cái câu hỏi mà chị kia đang đặt ra. Đó là cái khiến em ấn tượng và em ghim nó, và khiến cho em quyết định nhanh sau khi mà tham gia thêm một cái buổi talk show của chị Quyên. Vậy cái điều gì trong những cái talk show khiến cho anh ấn tượng và sau một tháng anh quyết định anh tham gia đi? Thứ nhất là những cái con số nói về bản thân mình, về những cái quá người thân xác. Quá chính xác là mình đã ấn tượng về nó, bị wow lên chưa, không nghĩ là có cái công cụ nó có thể thấu hiểu mình chính xác. Cái thứ hai nữa là mình nhìn thấy các chị ở trong đội nhóm, thậm chí họ là những người có địa vị trong xã hội, họ có level cao trong xã hội, nhưng mà tại sao họ vẫn quyết định họ theo game. Và ba co-founder của mình rất rất trẻ, thế hệ 9X, nhưng đúng mà rồi. Tại sao những chị đã thành tựu ngoài xã hội vẫn quyết định đi theo họ? Hình như ba co-founder đã từng làm doanh nghiệp ở bên ngoài. Đúng, nhưng mà lý do tại sao kìa, tại mình cũng hiểu được, mình làm hệ thống thì mình cũng hiểu được là lý do tại sao để một người khác follow được mình, thì cái người ở trên á thì họ phải có yếu tố gì để đúng những rồi, người khác rồi. Follow cái điểm chết, em thấy cái điểm chết của những người mà họ chưa từng làm hệ thống với cái người mà họ đã làm hệ thống, đó là anh hiểu cái việc làm hệ thống nó không hề đơn giản. Chính xác, tại vì mình đang làm việc với con người. Và hệ thống nó giống như cái mắt xích đó nha. Tại vì trước đây em từng nói chuyện với một bạn và bạn cảm thấy là cái hệ thống nó giống như là bạn đang kiểu lợi dụng người khác. Nhưng mà thực tế em hỏi lại bạn là bạn có support được cho người đó kiếm được thu nhập hay không, tại vì nếu mà bạn không làm được cái điều đó người ta không có nể. Đúng, chính xác. Đúng không ạ? Đúng. Bạn phải có một cái năng lực gì đó để giúp cho người khác kiếm ra tiền, người ta mới nể người ta đi theo bạn, chứ mắc gì người ta phải đi theo bạn. Và anh xây dựng cho mình một cái hệ thống có nhiều người, nhưng mà trong đó có một người họ cảm thấy có vấn đề là nguyên một cái hệ thống đôi khi nó sẽ ban anh làm điều gì trong cái vai trò đó. Chính xác. Và mình khi mình đi vô, mình bắt đầu mình tìm hiểu môi trường, mình thấy thứ nhất là trong team Apollo mình là các chị thì mình sẽ nhìn ra rộng hơn là cả Just Team. Thì Just Team thì cũng có bạn Hoài, bạn ấy cũng phát triển rất là nhanh, bạn ấy cũng rất là mạnh. Thì mình cũng thấy qua những bạn trẻ trong nhóm, họ vẫn có khả năng họ rất là trẻ luôn. Đúng. Và họ thực sự là họ em kiểu một đứa mà tập gym nhiều năm như em còn không hiểu cái nội lực này ở đâu ra. Đúng, tại vì họ không có tập gym giống như em, nhưng mà em cảm thấy họ rất là nội lực luôn, mà em không biết nó ở đâu ra. Em rất là tò mò và em rất là muốn biết làm cách nào để tôi có được cái nội lực giống như họ. Đó là cái buổi CS em tham gia.